lên tay nắm đầu. Anh chưa tuột mà, anh đâu có tuột đâu, anh đâu có tuột đâu. Rồi anh đi ra rồi, con lên đi. Tay nắm ở đâu? Đứng dậy hay tụt xuống? Đứng dậy hay tụt xuống? Rồi nằm nghỉ mệt luôn. Nằm nghỉ mệt luôn. Bác Toàn nằm nghỉ mệt luôn. Đây rồi, tới em con đi ra cho tới em tuột con. Khoan khoan, để em tuột xong tới con nha. Sao bước chân vậy, hồi lâu con tuột sao? Con bước bên này nổi không? Bước bên này nổi không? Qua cầu cao. Cầu cao. Đi lên cây cầu một bên kia con. Qua cầu đây con, qua cầu đây. Đường ngon rồi, qua cầu đây. Ủa chưa, anh đi tới em. Dạ, tới cháu nha. Anh tuột cái. Tuột cái em. Rồi, em bỏ lên. Con xuống đi con trai. Cho em thử lên đi con, quay con ra cho em thử lên. Bỏ lên. Rồi, tay nắm ở đâu? Tay nắm đâu? Ở hai bên này, gắn lên. Tay nắm đâu? Mạnh. Tay nắm ở đâu? Tay nắm đâu? Mạnh. Tay nắm ở đâu? Luôn. Ồ, giữ ta. Con em tụt xuống chúng con đó nha. Rồi. Qua con dai kìa. Mệt không? Cầu xanh đó. Mệt không? Bỏ cầu xanh kìa. Thôi mệt rồi. Rồi, xanh cao hơn. Mạnh lên, nắm đầu. Lên luôn. Trời ơi, cầu xanh dễ lên hơn nữa. Nằm nghỉ mệt luôn không? Rồi. Nghỉ mệt đi. Con bò nhưng con đừng có địch nha. Ui, đừng có địch mà. Thôi bò đi, đừng có địch. Tay dính đâu? Tay con dính đâu? Thôi mệt rồi. Thôi mệt, nghỉ mệt đi con. Nghỉ mệt một phút đi. Thôi nghỉ mệt chút đi. Tay dính đâu? Nó quen rồi đó. Cô ba chi lên không nổi rồi. Nằm đi. Ôi đừng có thở dài nha. Ui đừng có địch mà.